Tôi là Lan Anh, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi đã kết hôn được 3 năm và tôi sinh em bé. Năm nay bé nhà tôi được 2 tuổi rồi. Đợt mà sinh xong thì tôi gặp vấn đề về trầm cảm khá là nặng. Thế nên là có những giai đoạn mà hai vợ chồng khá là mâu thuẫn. Và không hiểu vì sao từ lúc mà sinh xong thì tôi rất là ngại gần gũi với chồng. Thế nên là hai vợ chồng càng gặp nhiều vấn đề và không thể giải quyết được. Chồng tôi có động viên tôi đi khám bác sĩ. Lúc mà khám thì bác sĩ cũng chỉ kết luận là do cái cơ thể của người mẹ sau khi sinh xong thì nó thay đổi nội tiết tố khá là nhiều, nên là tôi nên bổ sung nội tiết tố. Sau đấy thì tôi có tìm hiểu rất là nhiều các cái loại thuốc để làm thế nào để bổ sung nội tiết tố mà không ảnh hưởng đến sữa của mẹ và nó tốt cho cơ thể của mình. Phụ nữ sau sinh cần phải chọn một giải pháp thật sự an toàn, không tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sữa. Và giải pháp đang được khuyên dùng cho đối tượng phụ nữ sau sinh hiện nay là bổ sung nội tiết tố từ thảo dược. Trong mỗi viên nang từ thảo dược tăng cường nội tiết tố nữ chứa các thành phần đặc biệt như sâm tố nữ, có chứa các phytoestrogen quý, giúp kích thích sự phát triển của tuyến ngực và mô ngực, do đó giúp ngực nở và săn chắc tự nhiên, chống lão hóa mạnh. Nha đam hoạt động như một lớp bảo vệ trên da và giúp bổ sung độ ẩm cho da. Vì tính chất dinh dưỡng và tính chất chống oxy hóa, da sẽ lành nhanh hơn. Thành phần pronenolon từ củ mài đắng có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các khối u như u xơ tuyến vú, u xơ cổ tử cung. Ngoài ra, với rất nhiều hoạt chất đi kèm, những sản phẩm tăng cường nội tiết tố cho phụ nữ sau sinh sẽ giúp chị em rất nhiều trong việc cải thiện sức khỏe.